Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm và sáng sớm nay ngày 23 tháng 8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Đáng lưu ý, từ chiều và đêm nay đến đêm mai, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Từ ngày 25 tháng 8, thời tiết mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ và mưa lớn diện rộng có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng và thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Trong khi đó, hôm nay, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày từ 35 đến 37 độ. Ngày 24 tháng 8, dự báo thời tiết từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 55 đến 60%. Thời tiết nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng từ 27 đến 28 tháng 8. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày có nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm dịu mát. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 23 tháng 8. Về phía Tây Bắc Bộ, có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Về phía Đông Bắc Bộ, có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Trung Du và vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi có mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, gió Tây Nam cấp 2 đến 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 đến 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Phía Bắc có nơi trên 36 độ. Về phía Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2 đến 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Về phía Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2 đến 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Ở thành phố Hà Nội, có mây, ngày nắng, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.